chùi mông cho thôi thôi á, hồi tối này hỉ rồi chưa dọn gì trơn á. Ôi nè, ăn đi nè Thu nè, nó nè nè lúa nè, lộn cà gót nè, ăn đi à. Xong rồi chút chưa chị dắt đi spa chơi nha. Ờ đúng rồi, hình như là hôm qua mới tắm rồi thì hôm nay thôi đi spa được á. Xong rồi chị dắt đi xem phim, với lại là ăn một ít đồ ăn rồi tối về chị mua pizza hải sản cho ăn nha. Thu thu nè, ngon cưng quá à. Thôi bây giờ em ngoan nha, em ở đây đi. Rồi giờ chị vô nhà, chị dọn nhà sạch sẽ rồi à. Chưa chị dắt đi spa nha. Thương là hung cái, chị nhìn cái mỏ cưng quá. Ngoan, ngồi qua nha. Nào chị vô. Hay, chú heo con này thật là tội nghiệp. Ồ, nhìn con cũng béo tốt. Chắc con là chú heo béo tốt nhất cái khu vùng heo này đúng không? Được rồi, ta sẽ giúp con được biến thành người, để con không phải sống trong cái cảnh tù đầy khổ sở trong cái lồng này nữa nha. Trời ơi, sáng nay đi câu cá hay vui vậy. Trời ơi, cái tiếng con gì đó ngáy kìa. Ôi, cái thằng nào tóc bạc bạc nó nằm trong cái chuột ấy. Ôi, tụi bay. Cái gì? Nhìn này kìa. Đây, trời, sáng sớm tôi đi câu cá, tôi phát hiện ra có cái thằng đầu bạc này nó nằm trong chuồng heo nhà bà mà con heo biến mất rồi. Có khi nào nó ăn trộm rồi nó ăn nuốt luôn con heo không? Ông nói sao con heo tôi mới để đây tôi kiếm rồi. Mất rồi. Ông lấy con heo tôi không đi quay nữa hả? Tào lao, tôi không biết, tôi giỡn mà thôi. Nhờ này hôm nay nó mới biến mất nè, thằng nào nằm đây đây mà đây là thằng... Ông đánh nó vậy rồi coi, thằng kia, trời ơi, cái gì vậy, cái gì? Cái gì quấn tôi dữ vậy, cái gì quấn tôi dữ vậy? Hey, mày thằng nào vậy? Ủa, cái gì vậy? Ủa, hình như hồi nãy không phải là giấc mơ. Trời ơi, mình có tay, có chân rồi nè. Ui, mình trở thành người thiệt rồi nè. Trời ơi. Thằng này nó khùng hay sao? Người không có tay, có chân định làm con rắn hay là con thằng lằn vậy? Ôi, con rắn nó có nhiều chân lắm ba. Bộ hai người không nhận ra tôi là ai hả? Có bao giờ người ta đi ăn trộm mà người ta kêu là chủ nhà phải nhận diện là thằng ăn trộm không? Tôi ăn trộm hay nào? Chắc là người ta là thằng ăn trộm. Ê, ở đây là cái chuồng heo. Bé heo của tôi hả? Bé heo. Đây là cái chuồng heo nhà người ta nè, mà ở đây tôi qua có con heo mà sau này biến mất mà ông xuất hiện đây ông. Con heo hả? Trời ơi, tôi là con heo nè. Rồi xong thêm một thằng khùng nữa muốn làm heo không? Ủa thiệt nè. Thôi được rồi, tôi xin giới thiệu với hai người. Tôi chính là thần tiên là bị hóa kiếm thành con heo. Tôi chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Ghê chưa? Ủa tụi mày. Vậy thôi, tụi mày nói gì không? Trời ơi, Thiên Bồng Nguyên Soái. Cửa gì? Ai đó nghe là thời đại 4.0 rồi, thời đại Việt Nam chấm Thái Lan rồi mà có thằng nào bị khùng ngáo ngáo luôn vậy. Tự nhiên cái gì mà thằng Bồng Nguyên Soái đánh nó đi vậy đây, đánh nó. Ê, cái gì? Ê. Trời ơi, chuyện là như vậy đó. Từ nãy giờ tôi kể mà hai người không tin tôi hả? Tôi là con heo thiệt. Sau đó là tôi á, là phạm luật của thiên đình, cho nên tôi bị đày xuống đây nè. Sau đó là bà cái cô chủ Timmy này nè mới bắt tôi về nuôi. Sau đó là gặp cái bà thiên thần, thì bà thiên thần bả thấy thương tôi quá, bả cho tôi biến lại thành Thiên Bồng Nguyên Soái. Đó, tôi là người thiệt, tôi là Thiên Bồng Nguyên Soái thiệt. Ngưng, tao đính chính lại là tao nhận mày về nuôi bởi vì tao sợ mày bị người ta săn bắn thú rừng nghe chưa? Sao mày đính đổ thừa là tao bắt mày về nuôi, nói gian cho người ta hả? Trời ơi, thì biết rồi, nhưng mà tôi chỉ biết nói là bắt về thôi, giờ tôi biết phải nói sao. Nói chung á, tôi là con heo mà lúc trước Timmy nuôi á, bây giờ tôi đã biến lại thành người rồi, thì biết là thành Thiên Bồng Nguyên Soái rồi. Đó, thì giờ tôi phải bay về trời nè. Ý ông là ông muốn bay tuốt kìa trời đúng không? Đúng rồi, phải bay tuốt lên cho trời luôn á. NASA hả, gửi mấy chiếc tên lửa qua cái. Tào lao lại tiếp tục tào lao rồi. Tên lửa NASA bán mắc lắm. Midworld có cái tên lửa nào rẻ rẻ tiền xíu không? Ê Tim ơi, tôi nghe nói là mấy ông bán thịt heo ngoài chợ hay nói là mấy ông ấy giỏi hóa kiếp lắm, bây giờ mình ma ông này ra chợ cho.
ba tào lao nữa rồi. Tôi nói hai người nghe nè, lúc trước tôi là con heo, hai người còn làm thịt tôi được, còn bây giờ tôi là con người rồi, tôi biến thành thiên bồng nguyên soái là thần tiên rồi, hai người muốn giết tôi hả? Giết tôi á là ở dưới trần gian là sẽ bị phạt tù nè, còn lên trên trời á là sẽ bị phạm tội, giết thần tiên là sẽ là bị đầy xuống địa ngục luôn đó. Thôi được rồi, nói chung là túm lại, túm cái quần lại là ông muốn bay tuốt lên trời là xong, là xong cái gì? Đúng rồi, bây giờ hai người có cách nào cho tôi bay tuốt lên trên trời không? Có. Ở nhà tôi là chắc là hôm bữa là còn dư mấy cái pháo bông gắn cho mông cái là bay lên trên trời là mất xác luôn. Chứ. À vậy hả? Ồ vậy bây giờ đi về nhà ông kiếm cho tôi mấy cái máy bay đi. Đi đi đi. Ờ từ 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 á, cất ở đâu rồi không nhớ thì về tìm coi. Ok đi đi, vậy thì giờ tìm, giờ tìm đi đi. Ủa ở đâu mọi người, sao kiếm mãi không thấy vậy, mấy cái tên lửa mà ông nói đâu sao tôi không thấy vậy? Ơi hình như hôm bữa tôi cầm mang về nhà tôi nhớ là tôi cất trong này mà giờ tìm không ra luôn á. Trời ơi là trời, ông cất chỗ nào vậy, cái gì đâu mà trong đồ, trong rương ông quá trời đồ luôn. Rồi có tủ lạnh đây nè, không biết ông có cất trong tủ lạnh không vậy? Ê có bao nhiêu tủ lạnh khùng hả mày? Năm nãy tôi mới kiếm tủ lạnh rồi, đồ ăn không mà tôi ăn hết rồi. Ê! Ủa rồi bây giờ làm sao, bây giờ có cách nào không, chứ bây giờ không có tên lửa đó làm sao tôi bay về trời được. Mà thôi mệt quá, cái tên lửa đó chế tạo cũng không khó lắm đâu, như ông cố gắng ông chịu khó chờ khoảng ít hôm nữa không. Thôi được rồi, vậy thôi tôi sẽ ở dưới đây đợi thêm ít hôm nữa, ông ráng chế cái tên lửa giúp tôi nha. Ok đơn giản thôi, ông cứ ở tạm đấy thôi. Ok vậy nhưng mà bây giờ hơi đói bụng rồi đó, nhà có gì ăn không? Có mà tôi mới được ăn thế rồi. Trời ơi, cái gì đồ ăn trong tủ lạnh ăn hết luôn hả? Con Timmy đù này, trời ơi trời, bà chủ của tôi nhưng mà tôi vẫn đập luôn nè, đập luôn nè. Tính ra tao nuôi mày ăn luôn, nó không heo chứ. Ủa kệ bà chứ, bây giờ tôi biết hành người, tôi sợ bà chắc solo không, Hồ ơi. Là ta đang chứng kiến hai con heo đánh nhau luôn á. À, tào lao. Thôi rồi, bây giờ, ui, ở ngoài kia có cái ruộng khoai tây kìa, tôi ra tôi lấy tôi ăn được không vậy? À, được, nhưng mà cái ruộng khoai này là của cái làng xài chung á, ông lấy một hai củ. Ok đấy, không sao không sao, trời ơi tôi ăn ít lắm, tôi ăn một hai củ à. Ok ừ. Rồi nguyên một cái ruộng đây luôn, đi vô ngủ đi. Rồi đi vô mấy người vô ngủ đây, tôi ở đây tôi ăn. Trời ơi cái nguyên một cái ruộng này chắc mình sẽ ăn một hai củ thôi anh em ơi. Trời ơi, ăn một hai củ thôi còn chừa cho ta nữa chứ. Thôi rồi làm một hai củ thôi nào. Ê hay trời ơi, tính là làm một hai củ khoai thôi, ai về đâu mình chơi luôn nguyên một cái ruộng khoai luôn. Bây giờ một ruộng, hai ruộng, ba ruộng, không còn cái ruộng nào còn khoai hết. Thôi được rồi, thôi ăn đỡ như đó thôi, mặc dù cũng hơi còn đói bụng lắm. Trời nhiêu đây khoai nhầm nhỏ gì, thôi chắc nằm đây ngủ một tí vậy. Trời nằm đây ngủ cho mát. Khoai ngon quá. Cái gì hai người làm gì quấn tôi? Ông nhìn coi, người ta ăn trong nồi ngồi trong hướng, tôi bảo ông lấy có một hai củ rồi ông hốt luôn hai nhà bác. À thì ông nói tôi là làm ăn một hai củ thôi, nhưng mà tôi đói quá tôi ăn một hai cái ruộng khoai nó cũng y như một hai củ thôi, có gì đâu. Y một hai củ. Ấy da, cái gì đừng quýt tôi nữa, tôi còn có 10 máu à, tôi còn có 10 máu à. Đó được chưa, bây giờ tôi trồng lại hết mấy cái ruộng cho mấy người á, thấy được chưa nè, một ruộng hai ruộng nè, đầy lúa lụng, đầy khoai luôn nè, thấy chưa. Tôi chưa bắt ông mà trồng trả luôn cái số khoai lãi là may. Trời ơi là trời, tôi trồng đủ rồi còn đòi khoai lãi gì nữa trời. Thôi được rồi tôi trồng lại đó, đừng giận tôi nữa được chưa. Thôi ra đây coi vậy nè, vậy tìm cứ kiếm cái tên lửa cho ông xong rồi á, bây giờ ông thôi, bây giờ tên này tên lửa nè ông về cho. Ồ cái này là cái tên lửa hả, trời nhìn to vậy ta. Ủa rồi giờ đây cái làng này nuôi một heo rồi đó, thêm con nữa chứ chết rồi. Ông nói vậy á? Ủa nhưng mà trời ơi tào lao quá, nhưng mà bây giờ tôi phải bay về bằng cách nào đây? Cái này nhìn nó giống cái lò nung heo á, chứ cái lò nướng heo hay cái nung heo, cái tên lửa gì. Lan chanh nghe nè, bây giờ tôi sẽ nạp nhiên liệu vô, cái này nó không giống như cân đổ vân của tôi ngọc không đâu, cái này là phải chạy bằng dầu nè đó. Bây giờ ông kích vô đây đó, ấn một cái được chưa, rồi bây giờ ông chui vô rồi ông bấm cái nút là nó đưa ông về tận thiên đình luôn, có khi lên tận thiên đình nhà hàng xóm luôn á. Chui vô hả? Ok chui vô, đúng rồi chui vô, ấn cái nó chui chết kìa ông vô. Chui vô luôn hả? Vô nè. Wow hiện rồi, đại nha. Bấm cái nút đi, bấm cái nút trong đấy là 10 giây là ông qua thiên đình hàng xóm luôn mắt. Đấy đi đây. Ok. Tôi đi nha. Tạm biệt hai người nha. Trời ơi. Ok, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Ok, tôi về thăm bọn tôi nha. Ok, tôi đi đây. Trời ơi, tạm biệt trái đất nha. Tôi về trời đây. Trời ơi, chán không có gì chơi luôn á. Nuôi con heo để giải trí mà giờ nó cũng biến thành thiên bồng nguyên soái, nó bay về trời mất tiêu rồi.
Hay, buồn thiệt chứ. Giờ không còn con gì. Tiếng gì qua kia vậy? Cái vụ gì vậy? Ủa, ôi, một nồi heo luôn. Trời quá trời bé cưng luôn rồi. Ủa, vậy là mình lại có heo để nuôi nữa rồi. Trời ơi, đúng là cuộc đời này.